Mưa to thế này thì em muốn đi đâu nào? Đi đâu được anh? Có muốn về nhà không? Không muốn về nhà? Ok ok. Rồi nhá. Đang được chị chủ quán. Trời mưa quá to quá, chị chủ quán chị đón ra quán đây. Ui ui sấm chớp. Ui ui quán rồi. Nhắc tới Hà Nội thì những ai mê ẩm thực kiểu gì cũng sẽ không thể nào không nhắc đến ba cái tên: nhất phở, nhì bún chả và ba là chả cá. Có bị ướt không anh ơi? Ơi giời. Ơi không mặc áo mưa. Không mặc áo mưa. Tại sao em không mặc áo mưa? Ướt hết rồi. Hả? Ướt hết cả người rồi thì bây giờ bị cảm thì sao? Em có thích trời mưa đâu. Thế thì bây giờ em mặc áo kiểu gì bây giờ? Thế bây giờ em ngồi ăn được cháo ướt này à? Hả? Sao giờ, tính sao giờ, ướt hết rồi? Tí nó khô. Sao mà tí nó khô được? Ôi ướt hết áo rồi, ướt sạch rồi. Em Nhàn thích ăn chả cá cực. Tôi rủ một cái là em Nhàn phi từ Ngọc Thụy đi sang khu Việt Kiều Châu Âu ở bên Hà Đông này luôn. Đúng là mãi mãi vì sự nghiệp ăn uống. Cái quán này thì cũng mới mở được khoảng 1 năm thôi. Chúng tôi đi 4 người nhưng mà để ăn thoải mái thì gọi combo 6. Tổng thì là có 4 món nhá. Có 2 chả, 2 lòng và 1 om chuối đậu. Ở combo này thì món cuối sẽ có 3 sự lựa chọn: một là lòng cá xào dưa, hai là bóp thái và ba là rang muối. Tôi chọn bóp thái ở đây để ăn thử xem như thế nào. Ui các bạn ơi, nghe cái tiếng xèo xèo của xào lòng cá nghe kích thích lắm. Chủ quán thì chia sẻ rằng cá lăng ở đây được nuôi hữu cơ ở một cái hồ có tên là Thung Cấm. Tôi cho rằng đây là cái đặc trưng của quán đấy. Suất chả cá thì sẽ đi kèm luôn cả hành, thì là và bún. Các bác cho tất cả vào chảo và đảo lên cùng với nhau thì thơm nức hết cả mũi luôn. Cá và lòng cá đúng là cái thứ must try luôn ở cái quán này. Mà nhất là lòng cá, dai dai giòn sần sật, được xử lý rất chi là kỹ. Cá lăng ở đây được ướp với một chút riềng mè và nghệ tươi theo kiểu đặc biệt hay sao ấy. Ăn vị khác với nơi khác nhá. Đúng là đặc biệt đấy. Em chưa thấy ở Hà Nội có cái chỗ nào có kiểu ăn cái bún này đâu. Có toàn là bún lá với bún rối. Cái bún ở đây ăn hay lắm nhá. Tôi thấy ăn khác hoàn toàn so với bún ở các quán khác bán chả cá. Mà chị chủ quán bảo rằng cái bún này thì nó đắt hơn, nhưng mà phải công nhận rằng là cái bún này ăn thơm cực. Cuối cùng là làm một nồi cá lăng om chuối đậu. Này này các bạn nhìn đi, cái màu đặc quánh ánh vàng của nước om trộn với cả vị ngọt của cá lăng và hương mềm thơm của từng khoanh đậu. Điểm thêm vài khoanh chuối và một ít ba chỉ. Ngon nức nở khó thể nào mà cưỡng lại nổi. À mà đấy, tôi vẫn thắc mắc là không biết cái bún này làm từ cái kiểu gì nhá. Ăn vị nó rất là thơm ý. Vị của nó khác hoàn toàn so với kiểu bún miếng với bún rối luôn. Em Nhàn có hỏi tôi là anh ơi cái bún này có gì đặc biệt mà ăn hay thế, tôi cũng chẳng biết trả lời kiểu gì. Là một bát bún với cả nước cá lăng om chuối đậu. Ngon quá, đúng lúc trời mưa ăn thư giãn cực kỳ. À mà ở bên cạnh quán chả cá lăng thì cũng là cái siêu thị bán thực phẩm sạch của chị chủ luôn. Có đủ từ bánh bao kim sa này đến hải sản khô này, hải sản đông lạnh này, đến cả khâu nhục cũng có luôn. Em với Nhàn về đây. Chắc Nhàn phải tít sớm lấy nhau nhá. Ôi giời ơi, nói xấu hổ quá. Cảm ơn chị Chi ạ. Em về, bye bye chị. Nhưng mà buồn cười, vừa ra đến cửa thì trời mưa to quá không về được. Thế là chị Chi mời ở lại ăn kem Tràng Tiền. Nhàn ơi, kem ngon không? Ngon. Nhưng mà trời mưa to quá. Mưa to thì không về nữa. Em ở quán rất ngon nha. Mưa to thế này thì em muốn đi đâu nào? Đi đâu được anh? Có muốn về nhà không? Không muốn về nhà? Ok ok.